Chào tất cả anh em nhé, thì cũng vừa kịp đến thì tác phẩm mà một trong những siêu phẩm đấy, nói siêu phẩm thì đúng hơn vì thực ra là cây Phật tổ này là mới về cập bến của Tân Trung Cường đây. Tác phẩm Phật tổ Như Lai, một trong những con mà chắc chắn là đang hot nhất trên cái thị trường cây cảnh ở thời điểm này. Chú Cường chú lấy khá là nhiều tiền rồi. Thì hôm nay là cũng không phải là cái lễ rước cụ nhưng mà cũng được anh em gần xa khu vực Hải Dương này đến rất là đông để chiêm ngưỡng. Cái này thì chắc để nguyên nhỉ, không cần đôn nhất gì nữa. Đó, anh em Nga Sơn cũng đã đến nơi rồi. Trong lúc chờ đợi thì cũng chia sẻ anh em một trong những con nằm điền già. Tú ơi, Tú ơi, già không? Chắc chắn là chuyển vị trí rồi. Cái này sẽ được đưa vào chính diện để anh em có thể là uống chè ở trong nhà, nhìn nụt, nhìn ra ngoài là ngắm cây luôn. Cũng rất may cho Trung Môn Sai là cũng ra tận nơi, cũng là chiêm ngưỡng trực tiếp tác phẩm này và gửi tới tất cả anh em đam mê nhé. Thực ra là có rất nhiều anh em là cũng chưa chiêm ngưỡng tác phẩm này đâu, đặc biệt là nó đang được cất giữ. Vừa rồi là chú Cường chú có moi ra được đó, trong cái thời khắc rất là quan trọng này thì đã đưa em nó về Hải Dương. Hải Dương là nơi mà quy tụ rất nhiều siêu phẩm rồi. Chậu cũng đã gớm rồi nhưng chưa nói cây. Nếu mà nói dấu ấn thời gian nhé, với cây Tiên Lão Giáng Trần thì form của nó cũng là lá giống nhau. Là cây này là cái là nó côn và nó run. Độ run rít của nó anh em nhìn biết thôi. Chắc chắn là rụt hơn hai cây kia. Cũng vẫn cái biển đấy cách đây khoảng độ 4 năm rồi Trung Môn Sai có về Hải Dương và cũng đã chia sẻ tới tất cả anh em một cái địa điểm của nhà chú Cường đây. Thì anh em nếu mà cố gắng đi qua cái trục đường này thì alo cho chú Cường nhé. Số điện thoại này 0904 486 999 nhé. Công ty cổ phần giống cây trồng nông sản xuất khẩu Kiên Giang. Địa chỉ là Thạch Khôi, thành phố Hải Dương. Đó. Thì hiện tại là bây giờ thì đang chuyển một cây si bông, con si gừa Đài Loan này sang cái vị trí khác và sẽ đưa siêu phẩm vào bên trong để cho anh em chiêm ngưỡng. Trên trần cái phi phê kìa, đó, quá nhiều hàng. Mà chút nữa thì Trung Môn Sai sẽ chia sẻ trên tầng cho anh em xem nhé.
anh em nhớ vào xem, còn rất nhiều đồ quý. Trong lúc cạo cây thì mình cũng đang chia sẻ bên ngoài thôi. Những cái phôi đẹp như thế này cũng vẫn đang được tạo tác nhé. Mấy người túm vào đi nhỡ vắt rồi. Bây giờ cứ hạ xuống đi cho nó tính trong căn. Hàng trên xe kìa. Đấy. Đây này, em nói này, con này đứng ở bây giờ quay nó đẹp lắm. Đúng đấy, nhưng đây không nó có phông lên nữa, hai là cứ đặt sau rồi phôn lên. Quá đẹp. Phẩm chuẩn bị được cổng xuống. Anh Phương tuy rằng rất là trẻ nhưng mà bên kia cũng sở hữu một cơ người với khối tài sản cây cảnh lên đến cả 100 tỷ nha anh em nhé. Chúng con trai sẽ chia sẻ video sau. Hôm nay là cũng chia sẻ cái siêu phẩm này cho anh em biết là cái giá trị của nó bây giờ cũng đang khá là nhiều đó. Trước đó thì có nói là vài tỷ. Nhưng mà bây giờ cái thông tin thì anh em chúng tôi sẽ nắm bắt ở cái phần sau. Cái thông tin này cũng làm rúng động của làm cái cảnh trong nước cũng ngoài nước rồi. Siêu phẩm này thì sáng qua ống kính của Trung Quốc xa thì anh em sẽ thấy là cái nhìn rõ nét hơn. Nó hạ xuống thì anh em tôi sẽ chia sẻ nhé. Tiếp tục đưa xuống. Video này chắc khá dài nên là anh em chờ xem. Tác phẩm thất tổ như là một trong những cái tên người nghe cũng đã đáng gờ rồi. Tay như bằng lá thì là tay như CA gì đó. Rồi nha, chuẩn bị được đưa lên trên không rồi. Mà nói
nói như tác phẩm này thì nó cũng chưa phải là như tác phẩm Hỏa Đắt Tiền của Vương Trung Cường. Trung Cường là sở hữu một con Long Chúa, chắc chắn anh em biết rồi, giá của nó cũng khá là cao. Ở đây cứ xem đây không đã, nó hơi còn nhiều cái để mình xem thôi. Cái gì? Cái nào? Bây giờ mình cứ là tôi hỏi nhá. Tác phẩm mà phân tổ như này được nhất thì trên không rồi. Không nhỉ, có lẽ em nghĩ là để dài ra. Vậy á, đưa sát quá không đẹp đâu. Siêu phẩm là đang được hạ cánh an toàn. Nếu nó cao được thì bỏ rùa ra thôi cho nó đẹp. Cái con đuồn này quá tuyệt vời. Chưa. Bây giờ ngắm đi. Đúng rồi. Với bốn cái con rùa này thì nó cũng hợp. Đấy, để vậy là đẹp này. Rất là nặng anh em ạ. Nên là đôi khi là cũng nặng rồi. Mặt nào là mặt phải, mặt nào mặt chính, nhưng mà anh em kiểm ngưỡng đi. Có vẻ đẹp chứ? Vâng. Mày nhìn nó độ chạy của nó không?
Một ngày gần nhất chắc chắn là anh em đã được chiêm ngưỡng tận mắt. Nếu anh em nào mà không đến được lâu trường mà chúng có duyên với những cuộc triển lãm thì chắc chắn là anh em sẽ được chiêm ngưỡng kỹ hơn. Thực ra qua ống kính của anh em tôi thì nó không rõ nét hết được. Nhưng mà chắc chắn là một trong những siêu phẩm này thì nó nằm khoảng một năm nữa thì anh em sẽ được chiêm ngưỡng. Đối với chú Cường thì đang là những người tích cực rồi, phong trào rất là hăng say từ Tết đến giờ. Chúng giao dịch khá là nhiều. Hôm rằm về rất là đẹp. Chỉ dân cắt không là sướng phải không? Chúng nói như là chiều hướng này. Chúng nó chạy rất là đẹp. Chúng này, chúng này. Lên lên máy. Nay sếp nào cũng đi quá phí nhỉ? Các sếp hôm nay cũng ra chiêm ngưỡng thì phí quá. Cũng đã xong nhé, tác phẩm này cũng đã được hạ cánh an toàn rồi. Trong những siêu phẩm chắc chắn là nằm trong top hàng top rồi. Con tiền lão giáng trần một chút thôi so với bộ bể. Nó tương đối bình thường nhỉ, cái tới 90% tỷ số bình thường mà nó sắp đâu rồi. Con này đúng là con dấu chóng nhỉ. Nếu mà nhìn từ góc độ này nhá thì chính nhìn nhận đường chảy nó rất đẹp, rất là triệt hiệp. Cái hai là độ lùn độ côn của nó hơn cái chỗ kia một chút, còn tiền lại cái chân bệnh như người ta còn bị chân bị tài chi chết nhát đặc dở đặc dở. Em của tiền lại dường như là to hơn nhưng mà đối rất là vô tư. Phải, xin chụp ảnh trước đi, có tí nữa chú Cường chú bận là mình không chụp ảnh được. Có là... Chú ơi, nó cầm máy nghe cái, chụp cái ảnh lưu niệm cái. Mấy khi ra Hải Dương này. Yeah.
là mặt trước nhé, quay như thế này cũng được. Nhân cắt đầu tiên ạ. Chú Phương là chú Phương cắt rồi. Đó. Đúng rồi, tôi chụp ảnh nhớ đi ạ. Đâu thế nào anh? Không chú ạ, mặt này vẫn đẹp, mặt này vẫn là chính. Nhìn nó sông cây đấy. À, anh em cũng đang nói là đang còn phải đưa bỏ một số chi tiết. Có đi cây mới về. Cũng là còn phải nghiên cứu. Kết hợp với đá mồ côi thì em nhìn nó khác nhau, không khác nhau. Nghe thông tin chuẩn đét anh em mà, giá trị nó thì anh em chơi cây đều hiểu thôi. Tác phẩm này có rất nhiều đại gia cộng tiếp. Tin mà anh em tôi đăng tải thì chắc chắn cũng là một trong cái mà anh em bên cây cảnh trong và ngoài nước biết rồi nhé, siêu phẩm như thế này. Thiếu cái gì nữa? Cái này chắc là trên xe rồi, ăn được trên đây. Con này vừa độ nghịch có này, vừa đấy tiết nữa và đỗ hơn đấy. Con này này bốc đứng cái mảng này đây. Luôn mở to này nhỉ.